Bray lên tiếng bênh vực Dagger giữa drama tình ái, Du Yên bị tố không coi trọng gia đình bạn trai. Vừa qua, Dagger đã chính thức lên tiếng trả lời những thắc mắc dư luận xoay quanh những mối quan hệ tình cảm của mình. Nam ca sĩ thừa nhận đang yêu Cindy Lư, vợ cũ của Hoài Lâm. Tuy nhiên, cả hai bắt đầu tìm hiểu sau khi Cindy Lư ly hôn với chồng cũ, còn Dagger đã chia tay với Du Yên. Vì vậy, không tồn tại sự mờ ám, không minh bạch nào trong mối quan hệ này. Người ta cũng cần được yêu thương và tôi không muốn làm tổn thương cô gái này, Dagger chia sẻ. Chủ nhân hit buôn của anh cũng gửi lời xin lỗi đến bạn gái của Du Yên và cho biết giải thích về món nợ 425 triệu. Dagger cho rằng đó không phải là món nợ, đó là sự đầu tư. Nhưng nếu Du Yên muốn, anh sẵn sàng nhận lại kênh YouTube và trả món nợ này. Trước việc lên tiếng của Dagger, dư luận đã có nhiều chiều ý kiến. Người bên vực, kẻ không ngừng chỉ trích anh vì để lùm xùm kéo dài suốt hơn một tuần mới lên tiếng. Mới đây, nam rapper B-Ray đã lên tiếng trên trang cá nhân, các bạn là khán giả, không phải bồi thẩm đoàn. Nhiều người cho rằng đây là động thái B-Ray bảo vệ anh bạn thân Dagger trước những bình luận soi mói chỉ trích đời tư của nam ca sĩ. B-Ray và Dagger là những người bạn thân thiết từ thời cả hai còn hoạt động ở Underground. Việc B-Ray lên tiếng bênh vực Dagger cũng là điều dễ hiểu. Anh chàng cũng là người chịu nhiều sự soi mói và chỉ trích nên lại càng hiểu tình thế của Dagger hiện tại. Mới đây, Dagger khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chính thức lên tiếng về những ồn ào liên quan đến người yêu cũ là Du Yên và tin đồn về quan hệ tình cảm với vợ cũ Hoài Lâm, Bảo Ngọc. Nam ca sĩ không ngần ngại và chia sẻ những gì mình đã đối mặt sau khoảng thời gian im lặng vừa qua. Về những lùm xùm với Du Yên, Dagger nhận lỗi thuộc về mình. Anh cho biết bản thân còn nhiều nông nổi, gây ra sự phiền lòng đến những người yêu thương mình. Nam ca sĩ chia sẻ anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn vì người phụ nữ mà mình đang yêu. Đồng thời, Dagger cũng cho biết mình và Du Yên đã chia tay được hơn một năm. Mối quan hệ trong thời gian qua chỉ đơn giản ở tình đồng nghiệp, công việc. Bên cạnh đó, Dagger mới đây cũng chia sẻ với những uẩn khúc xung quanh loạt tin nhắn bị cho là đe dọa, bạo hành Du Yên. Cụ thể, trong một bình luận trên trang cá nhân, Dagger cho biết, Đạt cũng xin phép được nói lại lần nữa là Đạt và Du Yên đã chia tay hơn một năm rồi. Những dòng tin nhắn không hay được phát tán trên mạng xã hội mà các bạn thấy là của Đạt vào 2-3 năm về trước, là vào một lần hai đứa bốc đồng với nhau về chuyện gia đình. Đạt của thời điểm đó cũng chỉ là một cậu nhóc không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chứ những dòng tin nhắn đó không phải là bây giờ, không phải vừa mới xảy ra. Việc trai gái quen nhau, xảy ra giận dỗi, cự cãi là điều khá bình thường mà cặp đôi nào cũng sẽ gặp phải. Và sau khi mình và Du Yên chia tay, mình vẫn support Du Yên trong chuyện công việc, mọi thứ cũng được thỏa thuận với nhau rất rõ ràng. Nhưng có vẻ, những cô gái mà Đạt từng yêu thương đều có một điểm chung là không coi gia đình Đạt ra gì thì phải, và xin lỗi vì mình là người rất yêu thương gia đình. Trước đó, dân mạng không khỏi xôn xao khi Du Yên đăng loạt tin nhắn tố Dagger. Có lẽ sau nhiều ngày hứng chịu chỉ trích từ dư luận, nam ca sĩ quyết định làm rõ mọi việc. Có vẻ drama này sẽ tiếp tục kéo dài. Liệu sau cú ngã tình ái này, cả Du Yên và Dagger có rút ra cho bản thân điều gì không hay đang cãi dần mất hồn? Netizen 9 người 10 ý tranh cãi nhau, người bên đàn trai, người bên nhà gái. Dù là người ngoài cuộc, nhưng mọi động thái của cặp đôi tan vỡ này được khán giả không bỏ sót tình tiết nào.